从远至近，热爱自卑可以结束。微笑那吻，愿意同度甘苦困。这份情无论有多种分量，仍不可以嚣张。这世上尽力到理想对象，为了份梦和想，埋没这真相。爱的句子，唔作是迫不得已，心中有真事。 Không phải, là tìm cái bên đó. Mau phụ một tay kéo cửa cuốn xuống. Đừng ba. Đừng có ra ngoài. Đừng. Đừng, tôi không thấy gì hết. Đừng bắn. Cô kia là cái quái gì vậy hả? Đang đóng phim. Tôi xin lỗi, tôi là nhân viên của tiệm vàng kia Bảo Đa. Tôi cứ tưởng là ăn cướp thiệt. Tôi không biết là mọi người đang đóng phim. Mọi người cứ tiếp tục nha. Xin lỗi nha. Tôi mà là cướp thiệt hả? Cũng không cướp tiệm vàng kia Bảo Đa đâu. Tiệm vàng y như viện bảo tàng. Đăng lên báo luôn rồi. Kỳ này chắc nhục chết quá. Ê, mấy cô tổ truyền thông cả tháng không thấy mặt. Vừa tới thì là một vụ lớn luôn. Cho tôi xin lỗi mọi người nha. Kìa, cổ trong. Ê, báo kìa. Cổ trong đó đó. Cô tên gì vậy? Cô là nhân viên bộ phận nào của tập đoàn kia Bảo Đa vậy? Chào mọi người. Tôi là Janet Chu, là giám đốc bộ phận truyền thông của tập đoàn Kim Bảo Đa. Chuyện lần này khiến cho dân tình có rất nhiều ý kiến trái chiều về tiệm vàng. Cô có trả lời gì cho chuyện này không? Câu hỏi này là một câu rất hay. Thật ra Kim Bảo Đa chúng tôi là một thương hiệu lâu đời, mấy chục năm nay được cố gắng hết sức để phục vụ mọi người. Kim Bảo Đa chúng tôi ngoài trừ làm ngũ kim thì vẫn có kinh doanh bất động sản nữa. Sắp tới thì chúng tôi sẽ cho xây dựng resort khách sạn ở trên đường Lý Nguyên Môn. Lần nhầm lẫn này của cô làm ảnh hưởng tới hình tượng của công ty. Cô sẽ tự động thôi việc chứ? Tại cô hết đó. Giờ con gái tôi không chịu đóng phim nữa. Đừng khóc nữa mà. Cô bé ơi, bé con ơi, sao con lại không chịu đóng tiếp vậy? Như vậy là con ngoan đó nha. Ban nãy tôi quý chạy ra là vì cô bé này. Nếu lỡ lần này không phải là đóng phim mà là cướp tiệm vàng thật á, vậy thì tình cảnh ban nãy sẽ rất nguy hiểm cho bé. Cho nên vào lúc đó tôi chẳng nghĩ gì cả, chỉ muốn ra cứu đứa bé thôi. Đó chính là tình người của Kim Bảo Đa. Tình cảm nặng hơn vàng. Đó chính là mục tiêu và tinh thần của chúng tôi. Cảm ơn anh. Chờ chút. Cảm ơn anh.
Anh đi lầu mấy? À, lầu 8, cảm ơn. Chà, đồ siêu thị này mắc lắm đó nha. Hết cách rồi, bạn gái của tôi thích ăn bistec ở siêu thị này, mắc cỡ tới mức nào cũng phải mua cho cổ. Anh thương bạn gái của anh quá ha, bạn gái của anh chắc là một người rất tốt. Vậy thì cô làm to. Bởi vì cổ vừa kén chọn vừa khó tánh, nấu dở thì sẽ chửi không ngóc đầu dậy nổi, ăn không ngon thì cổ sẽ quăng thẳng vô mặt. Mà cổ cô cứ ăn, ăn hoài sẽ tiếp tục thành con heo. Ra là vậy. Tôi thấy thương cho bạn gái của anh quá, cổ bị anh nói xấu sau lưng tới như vậy. Chúc cổ may mắn. Chìa khóa đâu rồi? Hay là để quên trong xe rồi ta? Ý, có người không có chìa khóa kìa. Hey, đồ của tôi nặng như vậy, nếu có ai giúp đỡ thì tôi có thể lấy chìa khóa rồi. Vậy chắc là tại anh quên mất đặc điểm khác nữa của bạn gái anh rồi. Thù dai đó. Chìa khóa đâu? Hey, không nhớ để ở đâu rồi ha. Vậy thì thôi, cả hai cùng đứng đây chờ, khỏi vô nhà vậy. Hay quá, vậy tôi lấy khoai tây ra vừa ăn vừa chờ ha. Ê, nè nè. Vào được nhà rồi. Chà, lại lộn xộn như vậy nữa hay sao? Em coi đây là bãi rác hả? Em chờ anh về dọn dẹp giùm hay sao? Đâu có đâu, mà nếu anh dọn thì cũng được. Cơ hội để thể hiện sự ga lăng của anh mà. Còn nữa nha, mấy món này á, anh cũng có phần đó. Ly mì đó đó, là lúc xem đá banh hay xem gì đó anh lấy ăn kia mà. Bây giờ em nhờ anh dọn dẹp đó, nói gì dễ nghe chút có được không? Em nhìn đống quần áo kìa, quăng tùm lum tùm la, nhìn dơ bẩn muốn chết. Em có thể gọn gàng một chút được không? Cái quần này là của anh kia mà. Trời ơi, sao nhìn dơ dơ, có mặc qua không vậy? Chưa mặc qua, còn sạch sẽ dữ lắm đó nè, ngửi đi, ngửi. Ngửi đi, nè. Em hôm nay thì giỏi rồi, lên các mặt báo luôn ha. Chứ sao nữa, còn phải nói sao? Wow. Chuyện gì vậy? Người yêu cũ đám cưới gửi thiệp cho em nè. Hey, em nhiều người yêu cũ như vậy người nào mới được. Gửi lễ hóa trang đó. Năm 2004. Đừng có lửa. Sao vậy này? Bạn trai của tôi tặng đó. Đừng có lửa mà. Cô bị khùng hả? Nè, bạn trai của cô bây giờ đang ở bên cạnh người khác rồi. Ê, bây giờ cô lượm hết số hạt châu thì sao? Sửa lại sợi lắc thì sao? Tình cảm của hai người có thể nói lại như xưa sao? Thật ra anh tính nói chia tay với cổ lâu lắm rồi, chỉ là chưa đủ dũng cảm thôi. Bây giờ chụp được cảnh chúng ta hôn nhau thì càng tốt, đỡ tốn công. Cổ còn tưởng thân với em lắm, ngu dễ sợ. Dư Gia Tuấn, sao đối xử như vậy với em? Janet à. Còn cô nữa cô đó, chúng ta là bạn thân mà, sao có thể đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi với Gia Tuấn ở bên nhau lâu lắm rồi, giờ mới để cô phát hiện ra là tốt với cô lắm rồi đó. Cái con khốn này. Đánh nhau mà. Con khốn. Năm 2012. Xin chào, tôi là Janet. Xin chào, gọi tôi là Hành Tây. Tôi quên mất mang đồ mở hộp, anh có thể cho tôi mượn được không? Trùng hợp vậy, cô có vào Facebook không? Trao đổi nha. À, tôi nhớ anh rồi. Anh có nhận ra tôi không? Nhà ma đó. Tất nhiên là nhớ rồi. Cô khóc trôi hết cả trang điểm, cả đời này tôi không bao giờ quên. Hả? Vào Facebook.
mở hộp đúng không? Ừ. Cảm ơn cô. Dễ dặt nha. Ngon không? Ngon chứ. Sao cô đi có mình vậy? Là bị người ta đá rồi nên một mình tới đây giải sầu. Còn anh? Trùng hợp thật đó ha. Tôi cũng vậy á. Ê. Ê nè. Ê, cô bị sao vậy? Nè, chuyện gì? Ê. Con thiêu thân kìa. À, trời ơi, thiêu thân thôi mà. Ê, có gì phải sợ chứ, tôi còn tưởng là rắn nữa. Ê, tắc kè, à, có tắc kè kìa. Đuổi nó đi đi. Đuổi giùm đi. Anh lớn sắc vậy mà sợ tắc kè hả? Tôi sợ con đó. Để tôi đuổi nó đi cho. Đuổi. Tôi đuổi đi cho. Ê, nè nè, không phải đuổi qua chỗ tôi. Ê, 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 trời ơi, đừng mà, đừng mà. Anh sợ nó lắm hả? Đừng. Ok, chúng ta cùng ăn một phần. Em không nghe nói gì hết đó, hành tây. Thật ra chúng ta cũng đi qua nhiều nơi quá anh ha. Nhưng mà với em thì nói đi đâu mà chẳng vậy. Từ nơi này qua nơi khác, em cũng chỉ mãi là mua sắm. Đó, như cái áo kia kìa, mua rồi có mặc lần nào đâu. Có. Không lẽ mặc đồ nào cũng phải báo với anh hay sao? Có mặc thiệt hả? Lấy ra coi coi có mặc hay chưa. Em mang đi giặt rồi. Ê, trùng hợp vậy sao? Ờ. Ồ. Muộn rồi kìa, anh về ngủ đi, mai còn đi làm sớm nữa đó. Muộn rồi sao? Còn sớm mà. Hay là nói chuyện thêm chút đi. Anh muốn nói chuyện gì với em vậy? Nhiều chuyện nói dữ lắm. Hả? Nhưng mà trước khi nói chuyện chúng ta bồi đắp tình cảm trước. Tình cảm chúng ta tốt lắm rồi mà. Mấy anh cần lên lầu mấy vậy? Lầu 17. Dụng cụ của mấy anh nhiều quá, phải ra ngoài dùng thang hàng mới được lên đó. Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô. Xin lỗi nha, đó là đạo cụ thôi. Để tôi nhặt cho. Lại đóng phim hả? Nè. Cảm ơn cô. Phải rồi, hôm nay có chuyện gì nào tới đóng phim vậy? Cô đừng có nhiều chuyện vậy mà. Nè, anh cũng tới được đây rồi. Chào cô Thiên. Chào cô Thiên. Chú cũng tới đóng phim hả? Đồng nghiệp của chú qua bên thang hàng hết rồi. Làm ơn chờ chút. Làm ơn. Chào buổi sáng cô Thi. Làm ơn chờ chút. Chú không phải tới đóng phim hả? Hôm nay tôi tới chính là để đóng phim lớn đó. Lại cướp nữa hả? Ông không phải tới cướp mà là tới tìm tôi trút giận. Trịnh Vĩnh Phú, bỏ con dao xuống. Tôi làm gì ở Kim Bảo Đa 20 mấy năm, cô nói đuổi là đuổi sao? Còn nuốt luôn mấy triệu tiền thâm niên của tôi nữa chứ. Hôm nay cô không ối số tiền đó ra lại, tôi sống chết với cô đó hát ma đâu à. Còn nữa, tên của tôi không phải là Trần Vĩnh Phú, tôi là La Đại Giang. Ông thân làm giám đốc chi nhánh, từ biết cho chiếc khấu người quen, còn nhận hối lộ của các đại lý, tổn hại tới lợi ích công ty. Thấy đồng nghiệp nữ bị đánh thì quay đầu chạy mất. Tôi chỉ trừ tiền thâm niên của ông cũng là nương tay lắm rồi. Khi đồng nghiệp nữ đâu bị đánh tôi cũng đâu có mặt. Cô chỉ đang tìm lý do để mà đuổi việc tôi thôi. Tôi hiểu đầu đuôi câu chuyện rồi. Chỉ là hiểu lầm thôi mà phải không? Hiểu lầm thôi. Mọi người bình tĩnh trước đã, từ từ nói chuyện nha. Không cần thiết. Đâm tôi đi. Không đâm chết tôi kiện cho ông chết luôn đó. Từ lúc đó giờ ông phải bán nhà bán xe lấy hết tiền dành dụm để mướn luật sư cho ông. Cả nhà ông chuẩn bị ra đường mà làm ăn xin đi hả? Đâm tôi đi. Giờ thì giết tôi đi. Không phải là ông muốn tôi chết sao? Đâm đi. Đâm chết tôi đi. Còn khốn nạn, cô tưởng tôi không dám đâm chết cô hay sao? Nè, nè. Bình tĩnh. Bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh lại đi. Sao cô lại to tiếng quát nạt tôi như vậy hả? Tôi muốn ông bình tĩnh lại một chút mà thôi. Bắt Trần Vĩnh Phú lại cho tôi.
Đừng có qua đây, đừng có qua đây. Tôi đã nói đừng có qua đây rồi. Tránh ra, tránh ra hết cho tôi. Tránh ra. Còn qua đây tôi sẽ tự sang rồi. Thì ông cứ việc chết đi. Ông nghĩ là chết rồi tôi trả lại tiền phục vụ dài hạn cho gia đình ông sao? Đừng nằm mơ, tôi đỡ tốn công tới giết ông nữa. Thật mà đâu, cô có phải là con người hay không? Có phải cô thật sự muốn em chết tôi, cô mới an lòng hay không hả? Qua đó đi. Anh đi đi. Ông cô Thi ơi, tôi đã khống chế được ông ta rồi. Thật ra tôi xem qua camera rồi. Khi nữ đồng nghiệp ở trong tiệm của ông đang bị người khác đánh, ông vừa mới về tới trước cửa tiệm, nhìn thấy vẻ ngoài người khác hung dữ, ông sợ tới quay đầu bỏ đi như không có ở đó. Tôi đuổi ông, ngoài trừ bởi vì ông không làm tròn nhiệm vụ, bởi vì ông nhát gan nữa. Mandy, gọi cảnh sát. Dạ. Cô Đình, đầu của cô rối vậy, sợ lắm sao? Sợ chết luôn á. Cô không sợ hả? Chết không phải vấn đề, quan trọng là chết cũng phải chết thật oai. Tất cả chút nữa đi họp đúng giờ cho tôi. Dạ biết. Mọi người, hôm nay chúng ta mở cuộc họp này chủ yếu là muốn tuyên bố một tin tốt cho mọi người. Sắp tới Kim Bảo Đa của chúng ta sẽ dẫn vào nhiều nguồn đầu tư hơn để phát triển hạng mục khách sạn du lịch ở Lý Nguyên Môn. Chúng ta đã thành công bán được một bộ phận cổ phần cho công ty thương mại Asset Financial ở Mỹ và đại diện của cổ đông mới, Lưu Khớ Trương, sẽ gia nhập vào hội cổ đông. Lưu Khớ Trương, Trương Chuyển Bác. Vậy tức là anh ta là ai vậy? Tôi không biết. Tuy rằng có cổ đông mới gia nhập, nhưng sẽ không ảnh hưởng kết cấu công ty, cũng sẽ không đuổi người. Mọi việc như cũ. Mọi người nghe thấy như lời này của cô Thi chắc cũng yên tâm rồi phải không? Quản lý đấy, câu này của anh đâu cần ghi lại lưu trữ đâu hả? Nếu như mà cô không viết kịp, tôi có thể hướng dẫn lại cho cô sao cũng được. Ít nói nhảm lại. Nói nhảm ít lại đi. Liên quan tới việc có cổ đông mới gia nhập, đồng nghiệp bên truyền thông giúp tôi viết một bản thảo tin tức. Dạ. Bộ phận tiệm vàng là một lần kiểm kê loại lớn. Dạ. Còn cậu nữa. Dạ. Làm cho tôi thêm một báo cáo tài vụ. Tóm là chúng ta phải làm cho thật là tốt, hỗ trợ thật tốt, đừng để người ta có cơ hội lên mặt với chúng ta. Không vấn đề rồi chứ? Tan họp. Tôi có vấn đề. Thật là ngại quá. Tôi muốn nói lại chuyện của La Đại Văn. Chính là người mà cô hay gọi nhầm thành Trần Vĩnh Phú đó. Tiếp tục. Bây giờ ngoài việc mà cảnh sát đang đợi lấy lời khai với cô Thi, thật ra rất nhiều phóng viên cũng gọi điện thoại tới hỏi cô Thi trả lời như thế nào. Vậy cô thân là chủ nhiệm truyền thông, cô cảm thấy tôi nên làm sao đây? Tôi cảm thấy hả, La Đại Văn là không đúng rồi. Nhưng mà người ta chỉ là nhất thời kích động thôi. Vậy cô nghĩ coi, người ta mất hết tiền phục vụ dài hạn thì tất nhiên là hơi tội nghiệp. Nếu mà công ty Niệm Tình có thể đưa lại một phần nhỏ cho ông ấy, một là ông ta sẽ không làm phiền cô nữa, còn hai là lại có thể khiến người ta cảm thấy công ty chúng ta có tình người, sẽ không bắt nạt nhân viên đâu, có đúng không? Nè, bây giờ tôi nói dùng con dao uy hiếp cô Thi đó là tội hình sự, là phải ngồi tù đó. Cũng mà cô Thi của chúng ta bình an đại cát, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, làm ăn phát đạt thôi. Giờ cô còn nói là trả lại một phần tiền phục vụ dài hạn cho ông ta nữa sao? Vậy nếu như tất cả chúng ta ai cũng học theo, là vào thang máy lấy con dao ra rồi uy hiếp cô Thi, rồi kêu cô ấy phải đưa tiền, vậy cô nói tôi có thể hơi kích động một chút đó, nhưng mà tôi thật sự là muốn tốt cho công ty thôi cô Thi. Anh Kiên Đình à, lúc nãy anh cũng nhìn thấy mà, người ta muốn tự sát nhiều hơn muốn giết người mà. Vậy huống chi gần đây hình tượng của công ty hình như không được tốt lắm, có phải không? Hình tượng công chúng đúng là phải chú ý một chút, nếu xử lý không tốt rất dễ bị ảnh hưởng tới kinh doanh. Việc này tôi sẽ thương lượng lại với luật sư. Tôi tuyên bố ở đây, sắp tới tôi sẽ tăng gấp đôi tiền lương tuyển trợ lý cá nhân cho tôi. Vậy thì sẽ không ai nói tôi keo kiệt. Gấp đôi hả? Tăng hợp. Lưu Khớ Trương này là người nào vậy? Anh mới về công ty chưa được bao lâu, anh không có biết nhiều như vậy đâu. Lưu Khớ Trương này không phải là dạng tầm thường đâu đó.
Anh ta tốt nghiệp MBA ở trường đại học nổi tiếng của Mỹ đó. Chưa tốt nghiệp đã có một số ngân hàng muốn mời anh ta rồi. Sau đó làm được vài năm, có một chút danh tiếng thì đi tới làm ở công ty Asset Financial bây giờ, chuyên tìm những công ty nào có tiềm năng để thu mua, sau đó giúp người ta làm đẹp doanh số để niêm yết. Vậy là kiếm được một khoản rồi đó. À, vậy Lưu Kết nghe ra cũng thông minh quá ha. Anh ta còn là một người giàu có nữa đó. Nhưng bối cảnh của anh ta không phải là quan trọng nhất đâu. Quan trọng nhất là những ân oán giác mà hậu của chúng ta chính là điều đáng nói đó. Hả? Không lẽ họ có gian tình hả? Gian tình? Anh bị điên có phải không? Vậy có quá ly kỳ hay không chứ? Thật ra hắc ma hậu của chúng ta là mẹ kế của Lưu Khết Trương đó. Hả? Má của Lưu Khết Trương thì chết rất là sớm. Ba của ảnh Trương Kiến Quốc trước đây làm gia công châu báu thôi. Sau đó quen biết được nhân viên bán châu báu là cô Thi. Họ tâm đầu ý hợp. Sau khi kết hôn rồi còn cùng nhau lập công ty. Khi ông chủ của Kim Bảo Đa của chúng ta phải di dân, họ đã mua lại để làm. Sau đó càng làm càng tốt, kinh doanh càng làm càng lớn. Nhưng đàn ông mà có tiền thì thường sanh tật. Trước đây ông chủ cũ thực sự rất phong lưu đó. Có mấy cái tiệm trong tay, tất nhiên có nhiều cô gái bám lấy ông ta rồi. Cho nên kết quả mới là ly hôn đó. Tôi nghe mấy người làm lâu năm kể, vào lúc đó cổ gài bẫy, lừa hết cổ phần của ông chủ cũ đó. Độc ác quá. Lưu Khết Trương lần này về Kim Đa Bảo tuyệt đối không có phải là trùng hợp đâu. Anh ta muốn giúp bà của ảnh lấy lại cái công ty. Hát mà hậu gửi được mùi, anh nói cô thật sự dùng tiền được gấp đôi để tuyển trợ lý cá nhân sao? Cô ấy muốn mời một người giỏi về giúp cổ đánh trận chiến này đó. Hát ma hậu thì nổi tiếng là khó phục vụ lắm. Trước giờ chưa có trợ lý nào làm được lâu. Người nào cũng tay chân trầy trụa mà đi. Nếu mấy người muốn chết thì mấy người suy nghĩ đi. Cho nên được làm trợ lý cá nhân của Hát ma hậu nhất định phải nói một hiểu mười. Nếu không anh nhận được tiền lương gấp đôi của cổ sẽ không có mạng để mà hưởng. Trợ lý cá nhân này không phải tôi thì là mọi người. Bà xã à? Anh đừng có gọi tôi là bà xã. Bị người ta nhìn vài cái thì rẻ cho người ta nhiều như vậy sao? Anh tưởng tôi làm từ thiện hả? Tóm lại bây giờ không được tôi cho phép, anh đừng có hòng vào nhà. Chà, cái vali cũng chắc quá chứ, rớt mười mấy lần cũng không bị bể ha. Sao vậy, lần này lại sai cái gì nữa? Nè mất, tôi có trách nhiệm nhắc nhở anh. Anh có quyền giữ im lặng, có phải không Tony? À đúng vậy, đúng vậy. Nhưng mà gì? Chúng tôi thật sự rất muốn biết đó, xảy ra chuyện gì vậy? Bây giờ điều duy nhất tôi có thể nói là hôn nhân là tình yêu, là ngôi mộ của tất cả mọi thứ. Cho nên đàn ông đừng bao giờ kết hôn sớm làm gì. Có phải anh không vậy? Anh có phải là người tư vấn đám cưới không? Vậy khác gì đổ gạo cho mình rồi. Có khác biệt gì nếu nói linh mục không tin vào Chúa? Thì đó, tôi làm luật sư giúp người ta kết hôn để kiếm tiền. Anh kêu người ta đừng kết hôn, anh vẫn chơi hả anh em? Là anh em tôi mới nói đó. Khi người phụ nữ còn hẹn hò thì cũng giống như đã trang điểm vậy, không một lỗ chân lông. Nhưng khi mà đã kết hôn rồi, tất cả vấn đề đều sẽ nảy sinh ra, giống như đã tẩy trang rồi vậy, hàng ngàn hàng vạn lỗ chân lông đó. Nè, lần này cô với Trương Thông đi Las Vegas có từng suy nghĩ sẵn tiền kết hôn luôn, đánh nhanh thắng nhanh không? Đánh nhanh thắng nhanh cái gì? Bây giờ tôi kết hôn đó, chuyện lớn trong đời như vậy tất nhiên phải làm lớn rồi. Đánh nhanh thắng nhanh, đi chiến tranh đi. Đúng là chiến tranh đó. Cô có biết Trường Kỳ tác chiến đánh mãi không thắng sẽ có kết quả gì không? Chính là bị đối thủ thoát khỏi vòng dây, bại trận đó. Cho nên nếu chọn đúng thì như mua vali vậy, nhanh tay có chậm tay mất. Mọi người có biết không, hôm nay đại hạ giá tất nhiên có nhiều người giành rồi. Nhưng mà mỗi người chỉ mua được một cái vali thôi, tất nhiên phải chọn cái tốt nhất mới mua. Chọn mua đại một cái lỡ sau này hối hận, từ từ cho chắc. Mà hôm kia cái vali kia bị người ta lấy mất đi rồi. Thấy rồi đó, làm gì có nhiều báu vật ở dưới biển. Mía bị ế, cam dưới rổ thì còn nhiều lắm. Alo, có nhà Túc. Căn hộ này á, điều tốt nhất của nó đỡ ngay cái bên hộ A của cô Chu đó. Cũng là 400 mấy thước, bố cục là như nhau hết. Còn nữa, cảnh quan rộng rãi, nhìn ra biển, nếu như căn AB không nhau, gần như căn ngàn thước, hai vợ chồng ở tuyệt nhất rồi. Nè, thật ra chúng ta còn chưa kết hôn, có cần mua nhà gấp vậy không? Tìm xong rồi, cũng vừa đúng lúc mà. Anh có biết căn hộ thông nhau khó tìm lắm không? Với lại em ở đây sống lâu rồi, có tình cảm mà.
Anh nói đi, có chuyện này tốt hơn em không cần dọn nhà mà nhà chúng ta bự hơn nhiều đúng không? À, hai gì à? Mấy căn hộ này á, nhiều người mua lắm. Tôi thấy mấy người khách cũng có hứng thú. Nếu mà thấy hợp ý thì đừng có suy nghĩ nữa. Một cú điện thoại đặt cọc chuyển tiền, lập tức giúp hai người làm xong liền. Để chúng tôi suy nghĩ thêm nữa. Còn suy nghĩ cái gì nữa? Chúng tôi sẽ liên lạc anh sau. Sáng nay mua dưới địa ốc lại gọi điện thoại tới hối rồi. Em lên máy bay rồi đâu trả lời anh được nữa. Anh có biết một số việc không kéo dài được không? Giống như sinh em bé vậy đó. Càng sinh sớm thì càng dễ dàng. Sinh trễ trở thành sản phụ cao tuổi sẽ dễ gặp nguy hiểm lắm đó. Với lại em nghe những người khác nói, nếu mà sinh em bé sớm hơn, cơ hội bị ung thư vú sẽ càng ít hơn. Sao tự nhiên lại đề cập mua nhà sinh con? Anh sao vậy? Bây giờ kết hôn sinh con với em áp lực lắm sao? Em hối anh như vậy, anh nói không áp lực em có tin không? Được thôi. Giờ anh cảm thấy ở với em áp lực lắm hả? Vậy em không làm phiền anh nữa. Anh ra chỗ khác ngồi. Các vị hành khách chú ý, vì máy bay gặp phải khí lưu, mọi người hãy lập tức quay về chỗ ngồi và thắt dây an toàn vào. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, lạy Chúa tôi phù hộ tôi với, đừng để đất máy bay. Nè, ở đây, quà đây, mỗi người một hộp, xem có thích không? Sô-cô-la, bộ tưởng chúng tôi còn nhỏ ha. Có còn cái khác không vậy? Không có, không lấy cho bảo vệ. Ờ, khoan đã, anh em à, tại sao ngón áp út của anh lại có đeo nhẫn vậy? Hèn gì cha nó Chu còn gọi là Chu tài giỏi, ép anh đi du lịch. Thì ra là ép đám cưới hả? Là tôi tự nguyện mà. Ẩm rồi. Wow, thì là hạnh phúc quá đi. Xin chúc mừng cô nha. Cái căn hộ đôi trong mơ của cô cũng sắp sửa xong rồi, cũng không còn gì để lo nữa. Tất nhiên là không rồi, còn chưa tổ chức đám cưới. Cô nghĩ là tôi cứ im im vậy rồi ở chung là được hả? Tôi chịu, ba má tôi cũng đâu có chịu chứ. Tất nhiên rồi, ba má cô có mình cô là con gái mà. Ba má tôi qua Canada định cư cũng lâu rồi, kỳ này về gặp lại họ hàng bạn bè, cô phải làm sao coi cho được chứ. Hơn nữa, kết hôn là chuyện đời người có một lần mà. Mọi thứ phải làm sao cho tốt nhất. Sau này coi lại video hay là hình chụp mới cảm thấy hạnh phúc chứ. Coi cô vui kìa. Giờ sao hả? Ăn đi kìa. Nè, tôi và Janet Chu thì bên nhau rồi. Hôn lễ của chúng tôi giao cho Ngọt ở trong tim các anh lo. Nếu như anh đã quyết định đi con đường này rồi á, tôi quyết định đi cùng anh chặng cuối cùng này. Là anh em giảm 20%. 20%?
Anh em bao nhiêu năm trời anh giảm cho tôi có 20% hay sao? Anh đúng là vô dụng mà. Anh Hai à, đâu phải do tôi quyết định được đâu. Đàn ông như anh mà không do anh quyết định, anh có phải đàn ông không vậy? Anh coi lại mình đi, có phải cũng vậy hay không? Đúng là vô dụng, mà uống hết giùm cái đi. Uống đi. Cái áo của tôi. Thật may là đã xin phép nghỉ dài hạn đi du lịch rồi dọn nhà, nếu không thì tha hồ mà làm rồi. Hành tây, anh coi nè, đã thông hết hai căn hộ, thiệt là thoải mái quá. Mua nhà sửa chữa hết một khoản, du lịch lại hết một khoản, góp nhà lại hết một khoản, còn phải trả tiền kia đâu cho ba má em. Sau này em không được tiêu xài phung phí nữa, phải tiết kiệm đó, có biết chưa? Tất nhiên em biết rồi, anh cũng vậy đó, đừng có hở chút là đòi không làm nữa. Sau này phải làm việc đàng hoàng đó, chỉ cần một trong hai đứa mình mà mất việc á, thì cũng không xong đâu đó. Nói rất đúng. Nên sau này chúng ta phải chăm chỉ làm việc. Lương của em là của anh, lương của anh cũng là của anh. Độc lập tài chính có được không? Cái gì hả? Cảm ơn. Đi Mỹ chơi thôi. Trời ơi, đi Mỹ chơi mà không rủ nha. Đi đâu chơi cũng vậy. Có mua sắm gì không? Không có đi đâu hết đó. Chỉ là lần này tôi đã... Cô Thi. Có chuyện gì? Cô Thi à, khi nãy ở văn phòng cô làm rơi cây son này. Bỏ nó đi đi. Hả? Cây son rớt xuống dưới đất do vậy sao mà xài được nữa? Chú Đồng. Mà. Chú không khỏe hả? Không khỏe thì phải nghỉ phép chứ. Uống thuốc dậy xong lái xe là nguy hiểm lắm đó. Cô đừng thấy tôi như vậy, tôi không có sao đâu, tỉnh táo dữ lắm. Giờ tôi phải chở cô Thi đi rồi, cô đừng có làm phiền tôi nữa. Một lát mà bị trễ, bị cô đuổi việc thì tôi hỏi tội cô đó. Vậy mà nói là tỉnh táo. Tóm lại là làm như cũ đi. Nè, tôi nói với cậu sao? Chú Đồng à, chú lái như vậy thật sự rất nguy hiểm. Không phải chỉ có chú với cô Thi nguy hiểm không thôi, những người khác cũng có thể vì chú mà mất mạng đó. Tiểu thư à, tôi đã nói là tôi không sao rồi mà, sao cô cứ đeo theo tôi hoài vậy chứ? Nè, rốt cuộc cô muốn làm gì vậy hả? Không phải đâu cô Thi à, chú Đồng chú ý. Chú Đồng. Ủa, ở đây nói là Thiên Dương Cà Phê đã từng sửa mũi đó. Cô nói thật không vậy? À, mũi của ảnh có sửa hay không thì tôi không biết. Nhưng cà phê mà ảnh làm đại diện thì tôi có uống rồi, cũng ngon lắm. Ở đây lại có tin là Trí Minh và Xuân Kiều bí mật tái hợp. Nè, cô đón xem có chuyện đó không? Mấy chuyện thị phi này thì tôi không có hứng thú lắm. Nghe qua rồi thôi chứ tôi không có tìm hiểu. Thường ngày cô Thi gặp ai cũng đều không quá 15 phút. Hôm nay không biết nói cái gì với Chu Minh Minh mà lâu như vậy. Thư ký như cô còn không biết thì tôi làm sao biết được chứ. Cô Thi à, thật ra tôi ngồi đây cũng cả tiếng đồng hồ rồi. Có phải cô có gì muốn sai tôi làm hay không?
Tôi đã xem qua lý lịch của cô. Cô làm ở công ty đã được 4 năm. Dạ, cô Thi à, tôi biết khi nãy tôi chạy ra đường chặn đầu xe cô là tôi hụ đồ. Lần sau tôi nhất định sẽ cẩn thận hơn cô Thi à. Cô yên tâm, tôi đâu có nói là đuổi cô. Tôi dự định cho cô làm trợ lý riêng của tôi. Hả? Thăng chức cho tôi làm trợ lý riêng? Rất nhiều người muốn mà cũng không được đó. Tôi biết. Vậy tại sao lại là tôi? Nói thật nha, người có năng lực hơn cô không phải ít. Nếu nói tới trung thành và kính miệng thì đúng là không nhiều. Khi nãy cô sợ tôi gặp nguy hiểm lao ra đường chặn đầu xe lại. Trung thành, ngồi ở đây lâu như vậy, cô cũng không nói xấu đồng nghiệp hay bất kỳ ai. Kính miệng. Hơn nữa, ba mẹ di dân đã lâu, một mình ở Hồng Kông, độc thân, nhà ít người, có thể chuyên tâm làm việc cho tôi 24 tiếng đồng hồ luôn có mặt. Đừng mong có thời gian hẹn hò, càng đừng mong sẽ có thể kết hôn trong khoảng thời gian sắp tới. Cô Thi à, thật ra thì tôi đã... Tiền lương sẽ được nhân đôi. Tôi muốn theo cô học hỏi từ lâu lắm rồi. Tôi cũng không nghĩ ra lý do gì mà khiến cô từ chối. Hai người ở ngoài kia đừng lấp ló nữa, vào đây đi. Ừ, cô Thi... Đúng rồi, phòng nhân sự. Từ hôm nay, Janet sẽ là trợ lý riêng của tôi. Double PR Manager lập tức áp dụng. Hả? Ê, cảnh này đúng là đẹp thiệt đó nha. Hèn chi ai cũng nói nơi này thiệt là hạnh phúc. Nè, anh đã bàn với Marcel rồi. Ở dưới kia sẽ là nơi tổ chức lễ cưới. Ờ đúng rồi, địa điểm thì anh đã nghĩ xong rồi, cho mấy người bạn thân ở trong đó vui vẻ tưng bừng. Còn em thì anh tính sẽ thuê một đoàn xe đua để đón em ra đây. Còn anh sẽ tìm một nhà ảo thuật gia nổi tiếng để biến anh ra. Chà, tới lúc đó chắc chắn sẽ là cặp trai tài gái sắc lát mắt với mọi người. Tốt lắm, tôi muốn chết luôn đó. Chỉ là tại vì thay vì tìm một ảo thuật gia nổi tiếng hay tìm một cha xứ giỏi, còn nữa cái gì mà đoàn xe đua kẹt đến nửa cái Hồng Kông thì cũng không hay lắm. Chúng ta đón taxi được rồi. Nãy giờ nói mấy cái đó chưa gì là thấy xài hết mấy chục ngàn rồi. Đến chừng đó hay là mình chọn quán nào ăn đơn giản đi ha, cũng rất lãng mạn mà, có đúng hay không? Ê, hả? Anh nói rất hoành tráng mà, sao em càng nói càng tệ vậy chứ? Nghe như là em không muốn làm nữa. Được đó, thiệt tình là được đó. Ý kiến của anh cũng không tệ, chúng ta không cần tổ chức nữa. Vậy thì tới chuyện đó ba má em với anh không cần phải bay về đây phiền phức rồi. Rồi cứ quyết định vậy nha. Quyết định cái gì chứ? Cũng là em muốn có một hôn lễ như cổ tích mà. Anh đều làm hết cho em rồi, bây giờ em nói không làm là sao? Tại sao không đeo nhẫn? Thật ra đó thì em có hai việc muốn nói với anh. Một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là em được lên chức rồi. Tin xấu là mình phải giấu chuyện kết hôn. Giấu cái gì? Trời, em biết là em không nên đồng ý. Nhưng đã đồng ý hát ma hộ thì đâu có từ chối được nữa. Không phải là em sợ bị phát hiện, em chỉ là sợ mất việc thôi. Có gì mà to tát thì đi kiếm việc khác thôi, còn không có thể nuôi em. Anh nuôi em? Vậy ai góp tiền nhà hả? Bây giờ hát ma hậu cho em lương gấp đôi để làm trợ lý riêng cho cổ. Sau này góp tiền nhà có phải thoải mái hơn không? Giữa tụi mình vẫn không thay đổi, giống như lúc trước khi kết hôn cứ tiếp tục hẹn hò vậy thôi, có gì đâu. Em đúng là lúc thế này thế kia. Lúc thì muốn anh mua nhà kết hôn, bây giờ thì ép anh giấu hôn. Em nói hết rồi. Nè, Âu Dư Tử Thông, lời anh vừa nói có phải thật lòng không? Anh thực sự nghĩ là em ép anh mua nhà, ép anh cưới em và anh ấm ức hả? Đâu thể nào khổ hơn việc lên nhầm tàu cướp biển không thấy được ánh mặt trời. Vậy thì anh thà nhảy khỏi tàu còn hơn. Được thôi, anh nói rõ ràng đi. Bây giờ anh muốn nhảy khỏi tàu phải không? Alo, bây giờ anh về công ty ngay. Được rồi, tôi tranh thủ về ngay. Bye bye. Em về nhà trước đi, có gì về nhà nói tiếp.
uống đi. Khuya như vậy rồi còn gọi tôi tới, không phải chỉ là uống rượu với anh thôi chứ? Ly rượu này á là để chúc mừng anh đó. Chúc mừng tôi hả? Hình như chưa nói với anh. Tôi phải chúc mừng anh đã bị người ta mua chuộc. Anh cũng giỏi lắm. Mua chuộc? Ai mua chuộc tôi chứ? Giải thích sau đây. SMB bọn họ đang giành cùng một khách với chúng ta, anh còn đi ăn cơm với người ta. Anh tin hay không thì tùy. Lúc ông ta hẹn tôi ăn cơm tôi không biết bị lấy cắp thông tin. Tôi đã từ chối ông ngay lúc đó rồi. Tôi sợ anh nghĩ ngợi nên mới không kể. Lần này họ nắm được ý tưởng của chúng ta. Và chuyện tôi bị mất cái USB có liên quan hay không? Một tuần trước công ty lạc hậu như SMB không thể nào thắng được chúng ta đâu. Không phải nha, canh nhìn xem. Tại sao ý tưởng của họ lại giống chúng ta tới vậy chứ? Tony à, bây giờ tôi phải làm sao đây hả? Anh đó, có phải trước đó đi uống làm mất cái USB không? Là anh cố tình đưa tin cho bọn họ bán rẻ bí mật của công ty. Nếu như tôi muốn bán rẻ công ty thì đã không dắt hết sức lực đi giành lại khách hàng rồi. Đó chính là do anh muốn sống hai mặt, vừa muốn bán thông tin cho đối thủ, vừa không muốn mất đi công việc này. Mấy cái trò hèn này tôi nhìn thấu hết rồi. Tôi muốn nói với anh là anh bị đuổi việc, bị đuổi việc, bị đuổi việc. Hey, gây với bà xã xong thì lại bị đuổi việc. Âu Dương Tử Thông kỳ này mày không còn là hành tây rồi. Nhìn mặt cô thảm quá, vẫn chưa nói xong với chồng cô hả? Cả đêm hôm qua anh không có về nhà. Đừng nghĩ nữa, tập trung tinh thần, họp xong đi rồi tính, khai chiến bất cứ lúc nào đó. Cô Thi, đại diện cổ đông đến rồi. Cho vào đi. Cảm ơn. Chào buổi sáng mọi người.热爱似碧海更深，换遍世界，让这片海都昏暗。这份情无论有多种分量，仍开不了天窗。这世上寻觅到理想对象，为两份梦和想，就当失方向。爱的句子。 满着是迫不得已，心中有根刺。我知你知，说放了几千亿字，变化磨然而至。那可制止？我得到比起散去，是否感觉不自？大气戒指，无奈仍感激天意，这一生一次。